cái này là cái máy ngoài vàng nóng, cái vàng nóng của cái máy cái tủ trưng bánh của khách hàng Southland Shopping Center. Wow, cái này nó mounted, nó gắn 5 thước above ground, nó gắn rất độc, nó gắn ngay giữa đường lái xe. Đấy, cái này là đường lái xe của Shopping Center. Và bây giờ làm sao sửa đây? Phải chặn xe lại, mướn xe nâng hoặc là vô, chắc phải vô trong sấp khô, sấp quay gì đó, Audi, mượn cái xe forklift, rồi một thằng lái forklift, thằng đứng lên trên đó cái lồng mới làm được. Độc vậy á, chứ thịt dịch